em xin link phần mềm mà không phần mềm mình lưu hành nội bộ thôi, ông phải mua đấy. Xin là xin nào nhỉ, không có xin xỏ gì hết. Thế tôi bật lên cho anh em xem thử nhá. Đấy, phần mềm gia truyền lập thẻ cộng 8 100%. Ông hiểu vậy. Kết quả hôm nay của clip nào nhỉ? Để nhìn cái lúc tôi nhìn cái mặt tôi thấy buồn cười vãi cả chửa luôn ạ. Không tin được. Dùng phần mềm mới đập rô á, để xem bây giờ tài chính đủ không để đập kèo rô đã. Trời! Ronaldo! Ây à! Lại có cơ hội cộng 7 rồi. Bán phần mềm cộng 8 à? Để tôi kết hợp với Huy Huế làm cái phần mềm nó hẳn hoi cái nhở. Và ra thử phát xem nào. Nào, Thêm phát nữa đi. Hay X2 kèo. Rồi, Vara Ronaldo. Uầy, hôm nay một trong hai tay lên là lại có chương trình ấy. Test thử phần mềm cái xem nào. Hồi tôi làm sinh viên thì tôi ngồi tôi cày chay cho anh em thôi, có sự kiện gì tôi săn bọn tôi chơi cuối tuần gì đó, tôi cũng chơi cuối tuần sự kiện World Cup các thứ bọn tôi chơi hết mà. Thường những đợt sự kiện như thế thì farm khá là ngon. Lâu lâu đỏ mở mấy gói như kiểu top 50 mùa 7 gì đó ra một cái ok là vui rồi. Có 6 tay thôi đấy. Đấy, kèo nào trước nhỉ? Vara Hero. Hay quá. Cả hai kèo đều ngon. Nhưng mà xét về giá trị sử dụng thì mình đánh giá cao Vara hơn. Bây giờ kèo như kiểu CB rất là quan trọng. Yeah. Nào, tôi nghĩ là tôi sẽ đập rô trước. Một đen Piero nữa này, Baresi và Trezeguet. Phần mềm đập thẻ, bắt đầu Huế. Phần mềm gia truyền đập thẻ cộng 8. Nhưng mà cộng 7 chúng ta vẫn xài được nha. Đấy. Nào, liệu hôm nay Ronaldo có trộm vía lên cộng 7 chưa hay không? Chơi. Nào. Người Huế làm thực sự tốt thực sự. Rồi giờ tắt đi đã. Đấy, 127 thì có tốc độ tăng tốc 129 à, nhìn 129 xấu nhỉ. Dứt điểm 131, lực sút 132, xa 134. Ui nhưng mà kèo này phải xài mãi này. Và là đợt trước tôi cũng phải dùng phiếu lên cộng 7 đấy. Tờ này chúng ta sẽ không xài phần mềm đỉnh cao. Tí nữa đi. Chơi. Vài 2 rồi. Nào, bắt đầu đây. 1, 2, 3, 4, 5. Chừa lại một tay Bolesen. Hoặc bây giờ để dễ thì chúng ta sẽ đập 5 tay Rafinha full. 4 tay Rafinha full với 1 tay Bolesen là đẹp. Anh em với Thiago Rafinha. Ngồi đúng người tay thôi. 5 full. 3, 4. 3, 3, 2, 3.
kèo gì á. Rô bác ơi, em đập chơi chơi nó lên nên là em cũng chơi chơi nó lên. Thằng mình đập sàn sàn lên. Em có, em lại giới thiệu cho bác một phần mềm đỉnh cao để đập thẻ. Lên đi mối tiếp. Ôi sao, ôi ngán gì đâu, bây giờ tôi chỉ mồi đúng 10 con rồi. Đấy, tay cuối này. Để 4 à. Sao 10 tay đơn giản đấy nhở. Đấy, đập mì ăn liền ảo thật đấy. Đúng chưa? Ok chưa? Ôi nha, phần mềm đỉnh cao, phần mềm đỉnh cao. Rồi, một phiên bản cực kỳ chất lượng, hoàn toàn có thể gánh team trên hàng công. Rondo TS đã điều chỉnh. Chơi. Lên đây xịt đấy. Lên đây xịt đấy. Tôi không kịp nhìn. Tôi không kịp nhìn. Xịt rồi à? Xịt chưa? Lên đây xịt vậy. Xịt tay lên. Xịt lại. Ui ơi, công thức này như chỉ áp dụng cho cộng 7 thôi thì phải. Cả hai hôm lên cộng 7 nhưng mà cộng 8 hình như là nó thúc rồi ấy. Thế hình như con Enzo qua là cũng lên đúng không? Ừ, phần mềm này cộng 7 sao ấy. Thôi vui vẻ thế thôi. Hình như là tôi vẫn còn bật này. Phần mềm này có áp dụng được với cộng cộng 5 nhờ Huy nhờ. Rồi chuyển kèo nhá. Kèo này nó cũng chọn bộ, à không, còn Puskas nữa nhỉ. Kiểu Puskas nữa thì mới chọn bộ được 118. Basten đập lên này, Johan lên này. Người ta thấy thế thì thực ra thì full Nikon đá nó cũng hơi lỏ thật. Tại vì nó dễ bị handicap ấy. Nhưng mà nhìn nó đẹp, nhìn nó sang. Ba năm ba sáu, hai chân năm năm, xu hướng hoạt động của ma thút là 33. Chưa, hai cần chưa có ra hết. Tôn này sẽ là tôn cuối được cơ à? Tôi nghĩ Yaya Toure sẽ là Tết. Ui. Một à? Nhanh nhở? Huy ơi! Huy Huế ơi! Mày làm gì mày làm nhá? Mày không biết đâu! Cho anh xin phát này lên nhá Huy Huế nhá! Xu hướng 33, hai chân 55, công thủ toàn diện. Một. Hai. Ba hủy này. Chinh phục mà thu thôi. Một. Hai. Mà thu chơi. Nào. Lên chưa? Lên chưa? Yeah! Được. Phần mềm cũng 8 mà cũng 7, cũng 5 nữa. Nó hòm hòm ấy nhở? Hảo thật đấy. Đấy, lên. Mà thút với chúng tôi. Phần mềm cộng 8 ảo đấy nhờ. Cảm ơn bác Sơn Anh đưa đến 100 nghìn nhá. Thank you bác nhiều. Với ai bóp nhầm hay sao ấy.
cứ cộng 5 hay cộng 7 ảo thật đấy. Xe Winre không phần mềm lưu hành nội bộ á. À, ta nói là sếp ở đâu cũng giòn luôn á. Chưa mắc cấp và là 120 năm. Đủ hết chưa? Còn Pushcart nữa. Thế bác có Pushcart chưa ta? Như chưa có bác ạ. Nhưng mà kiểu đấy chinh phục hơi rát tay đấy.